Chào các bạn đã quay trở lại với Huy Mercedes. Hiện tại thì nhu cầu sử dụng xe gầm cao ở Việt Nam mình nói riêng và thế giới nói chung ngày càng nhiều. Những cái tên như là Mazda CX-5, Honda CR-V hay là Hyundai Santa Fe đang trở nên rất là quen thuộc với chúng ta. Nhưng hôm nay mình mang đến cho các bạn một cái sự lựa chọn mới, một cái sự cân nhắc mới để chúng ta có thể nâng tầm quyết định của mình. Đây, chiếc GOC 200 2020. Vẫn là những cái đường nét thiết kế rất là quen thuộc của Mercedes. Nhưng mà những cái đường chrome này nó đã thiết kế dày hơn các bạn. Và được cắt xẻ cho phù hợp với một chiếc gầm cao. Điểm mình rất là thích ở cái phần đầu xe của chiếc GLC 200 này đó là cái cụm đèn pha. Được thiết kế full LED 2 tầng các bạn. Và nó có hai dãy đèn LED thiết kế ban ngày. Phía trên và phía dưới nhìn rất là sắc nét. Rồi chúng ta sang phần hông xe nha. Ở cái phần hông xe này thì vẫn là đặc trưng trong gia đình gầm cao của Mercedes với cái thiết kế nó rất là trẻ trung, rất là sang trọng. Với cái bộ mâm hợp kim 5 chấu kép 18 inch, nhìn nó rất là thanh mảnh các bạn. Và cái lốp xe này thì thiết kế dày, hứa hẹn là đi nó sẽ rất là êm. Và một điểm mình rất là ấn tượng đó là cái gầm của chiếc xe này. Nó rất là cao các bạn, nhìn từ phía hông mới cảm nhận được cái độ cao của cái gầm này. Khi mà chúng ta đi những cái đường xấu, những cái đường nó hơi mấp mô thì nó sẽ rất là dễ dàng để chúng ta vượt qua. Rồi chúng ta ra phía sau xem chiếc xe thế nào nha. Phần đuôi xe thiết kế rất là hài hòa các bạn. Mình thích nhất ở cái phần đuôi xe này đó chính là cái cụm đèn hậu này. Full LED gồm hai cái dây chia thành hai ô. Nhìn nó rất là thể thao và rất là cá tính các bạn. Ở phần cản dưới này gồm hai cái ống pô được mạ chrome, cắt xẻ thì kiểu mới các bạn. Cốp của GLC 200 này thì là rộng miên man rồi. Rất là rộng các bạn. Rất là rộng. Nó có một cái tấm ngăn ở trên này để chúng ta có thể để thêm đồ. Nếu các bạn đi hai người, chúng ta có thể gặp lại. Chúng ta để thêm đồ từ dưới lên trên luôn. Rất là tiện lợi. Và cái tấm ngăn này chúng ta có thể tháo ra để chúng ta để những cái đồ cao ở bên trong xe. Rồi chúng ta vào trong cái khoang nội thất của chiếc GOC 200 này để xem như thế nào nha. Rồi trước mắt chúng ta là gì đây? Trước mắt chúng ta là cái vô lăng đặc trưng của những dòng xe Mercedes hiện nay với thiết kế là 3 chấu kép mạ chrome được chỉnh điện các bạn. Trước mặt chúng ta là đồng hồ kỹ thuật số rất là sắc nét. Đồng hồ này đồng hồ cơ thôi, chưa phải là đồng hồ điện tử. Rồi sang bên phải chút xíu thì chúng ta có cái màn hình giải trí rất là lớn ha, rất là nét luôn. Chúng ta có thể điều chỉnh cảm ứng ở đây hoặc ở trên cái touchpad này. Điểm đặc biệt của cái touchpad này là khi mà chúng ta vuốt á thì nó rung rung ngay cái đầu ngón tay, rất là thích luôn. Hoặc khi chúng ta vừa lái chúng ta có thể điều chỉnh ở trên vô lăng này cũng được. Rồi tiến xuống cái bệ trung tâm thì chúng ta có cái ốp là ốp gỗ chanh màu nâu nhạt, rất là sang trọng các bạn. Và mình nhìn cái thiết kế bệ trung tâm này thì mình liên tưởng đến cái thác nước các bạn, đổ từ trên xuống dưới thì nó rất đẹp. Bên cạnh đó thì khi mà ướt vào trong xe thì điểm mình cảm thấy là ấn tượng nhất đó chính là những chất liệu bên trong xe. Từng cái hốc gió, từng cái nút chỉnh lạnh đều được bọc chrome cho chúng ta cảm giác rất là dễ chịu khi mà bước vào trong xe. Rồi chúng ta chỉnh lại cái tư thế ngồi chúng ta cho nó phù hợp nha. Hai bên ghế cũng được chỉnh điện hết và có tính năng nhớ 3 vị trí. Đây là cái vị trí lái của mình. Bây giờ chúng ta ra hàng ghế sau để xem hàng ghế sau chiếc GOC 200 này nó như thế nào nha. Hàng ghế sau của GOC 200 thì được thiết kế cái độ ngã rất là vừa phải để chúng ta có cái cảm giác rất là thoải mái khi mà ngồi. Da mềm các bạn.
cái khoảng để chân của một khúc thế này. À, anh quay phim là tiến lại gần để bạn coi cái khoảng để chân của xe. À, nó còn một khúc thế này. À, ở dưới cái chân của hàng ghế trước nó có một cái lỗ để chúng ta có thể bỏ hai cái bàn chân chúng ta vào rất là thoải mái luôn. Phía đầu. À, đầu còn một khúc rất là rộng thế này. Ngồi rất là thoải mái các bạn. Bệ tựa tay. Nha. Phía sau này có hai hốc gió được mạ chrome. À, cho hàng ghế sau. Khi mà chúng ta đi chiếc này ngồi sau hay ngồi trước cũng rất là thoải mái. À, đi trong phố cũng như là đi đường xa. Rồi, chúng ta lái thử chiếc xe này xem nó vận hành thế nào nhé. Hiện tại thì chúng ta đang đi ở cái chế độ là comfort, là êm đó các bạn. Khi mà chúng ta đi cái chế độ comfort này thì ga sẽ rất là êm, rất là nhẹ, vô lăng cũng rất là nhẹ các bạn. À, chiếc xe này được trang bị vô lăng là trợ lực điện, nên là khi mà chúng ta đi trong thành phố nội thành thì nó rất là nhẹ, nhưng mà khi tốc độ cao thì nó sẽ đập lại để giữ an toàn chắc cái xe cho các bạn. Do là một chiếc xe gầm cao nên là khi mà chúng ta ngồi thì cái tầm quan sát của chúng ta rất là rộng, quan sát nó rất là thích ở hai cái bên đường, rất là an toàn. Hầu như chúng ta không nghe cái tiếng động cơ vọng bên trong, thì đạp ga mạnh thì nó mới có tiếng động cơ nó vọng vào, nghe cảm giác nó phấn khích. Như mình vừa nói ở đầu video thì chiếc xe này được dẫn động cầu sau, nên là khi mà chúng ta bứt tốc, chúng ta vận hành nó rất là khỏe hơn là những cái xe mà dẫn động cầu trước các bạn. Phiên bản GOC 200 2020 này được trang bị rất là nhiều những cái tính năng công nghệ an toàn trên xe. Đặc biệt nữa là tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp khi chúng ta đi những cái đường mà tương đối nhiều xe thế này. Ví dụ như bất chợt một chiếc xe máy tạt ngang đầu, mình hoảng quá đạp thắng mà đạp không đủ lực đạp yếu, nó sẽ tự động nhận biết, nó phụ thêm lực thắng cho mình để xe dừng lại. Rất là an toàn luôn. Vô lăng rất là nhẹ luôn, mình điều khiển chỉ bằng hai ngón tay này. Rất nhẹ. Nhẹ nhưng nó không có kiểu hời hợt các bạn. Nhẹ ở đây nhưng vẫn có cảm giác lái đàng hoàng. Nó vẫn cho chúng ta cái cảm giác phản hồi từ mặt đường lên tay lái rất là tốt. Từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 tới thời điểm cuối năm 2019 thì GOC đã bán được hơn 9.000 xe ở thị trường Việt Nam, là một con số khủng khiếp các bạn, chưa bao giờ có ở thị trường Việt Nam đối với dòng xe sang. Rồi chúng ta sẽ qua cái đoạn đèn đỏ này để chúng ta thử chế độ sport nha. Ga nó sẽ bốc hơn, tiếng bồ nó sẽ lớn hơn, tay lái nó sẽ đập lại chúng ta. Xe GOC 200 này được trang bị hộp số tự động 9 cấp nên nó vận hành rất là mượt mà, hầu như là chúng ta không có cảm thấy cái sự khựng số hay là chuyển số khi mà vận hành. Rồi mình sẽ chuyển sport. Wow. Rất là phấn khích các bạn. Rất là phấn khích. Rất là đầm xe, đi tốc độ cao không có bị cái độ chênh vênh chồng chặt cái xe ha, rất là đầm xe. Khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này liên tục 4 tiếng, hoặc là chúng ta vừa đi mà cảm thấy không tập trung lái xe hoặc là mệt mỏi, xe nó sẽ tự động nhận biết, nó sẽ có tính năng là cảnh báo mất tập trung, nó sẽ hiển cái ly cà phê ngay trên bảng đồng hồ và sẽ kêu tít 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 để cho chúng ta biết à mình đang mệt đó, cần phải tấp vô lề để nghỉ ngơi các bạn. Rất là thông minh. Và một điểm đặc biệt nữa là mùa mưa sắp tới rồi thì xe chúng ta nó có hệ thống sấy phanh. Khi mà trời mưa nó sẽ tự động nhận biết và sấy 4 cái thắng trong 4 bánh xe của chúng ta, để khi mà chúng ta thắng gấp nó giảm được cái độ trơn trượt của cái bánh xe. Rất là an toàn các bạn.
Rồi, trước mặt chúng ta là một đoạn đường vắng. À, chúng ta sẽ thử sport lần nữa nha. Wow. Rất là nhanh các bạn, rất là nhanh. Rất là phấn khích các bạn. Chúng ta có thể dễ dàng thấy cái tiếng bô. Chế độ này chúng ta đi đường cao tốc hoặc đi những cái xa lộ, đại lộ lớn rất là phấn khích. Cần vượt xe nào là vượt xe đó nhé. Động cơ 2 chấm tăng áp kép, công suất tối đa 197 mã lực. Quá dư ở đường của đường Việt Nam mình. Quá dư các bạn. Thêm vào đó nữa thì mô men xoắn cực đại nó đạt tới 320 Nm. Giúp cho chúng ta khi mà đề ba nó rất là bốc. Nhờ có hệ thống hồn này mà chân của mình rất là rảnh chân. À, không cần phải giữ thắng mỗi chân các bạn. Đi tiếp thì chúng ta chỉ cần đạp thắng, nó mất chịu hôn là chúng ta đi tiếp thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử cái chế độ Sport cộng nha, là cái chế độ mạnh nhất của xe. Nó sẽ bùng hết cái sức mạnh của nó ra, tạo cảm giác phấn khích nhất cho người lái. Ok, tăng tốc các bạn nha. Dính vào ghế các bạn ơi. Rất là sướng luôn. Tay lái chắc là rất là sướng. Vẫn rất đầm xe. Đi qua những cái mấp mô rất là êm luôn các bạn. Mặt treo rất là êm. Một tính năng rất là đặc biệt nữa trên tất cả cái dòng xe Mercedes hiện tại đều có, và tôi gọi cho dễ hiểu là phanh chờ các bạn. Là những cái xe bình thường á, khi mà chúng ta đạp thắng á thì hai cái má phanh nó mới ép vào cái dĩa phanh để thắng. Nhưng cái xe Mercedes nó rất là hay, là khi mà chúng ta những tình huống nguy hiểm, chúng ta chỉ cần nhấc cái chân ga đột ngột là hai cái má phanh nó đã tự nhận biết, nó đã hơi ép vào để mà chờ sẵn rồi các bạn. Để khi mà chúng ta đạp thắng một cái là nó dính luôn. À, nó sẽ an toàn hơn với những tình huống khẩn cấp các bạn. Chuyến này thì chúng ta đi đường nội thành cũng rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Chúng ta đi đường xa, cao tốc, rất là bốc, rất là phấn khích. Và cuối cùng là khi mà chúng ta đi những cái đường nó hơi xấu, thì nhờ cái gầm cao của chiếc xe này thì chúng ta dễ dàng chúng ta vượt qua được. Rất là tiện dụng. Ngoài ra thì những cái ẩn sâu bên trong của những dòng xe Đức, nó riêng là Mercedes, thì sẽ giúp các bạn rất là an tâm về cái sự an toàn và chắc chắn của khung sườn khi mà chúng ta vận hành ở những đoạn đường xa các bạn. Chúng ta đã cùng đi qua chiếc xe và cùng lái thử trải nghiệm chiếc xe GOC 200 2020 này. Với mức giá 1.749.000.000, các bạn thấy chiếc xe này thế nào? Hoặc nếu các bạn qua ngân hàng, các bạn chỉ cần trả trước tối thiểu khoảng tầm là 340.000.000 tiền vốn sẵn có. Còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn. À. Rồi, chúng ta đã cùng nhau có khoảng thời gian rất là ok để mà trải nghiệm chiếc xe này. Thì nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc là lái thử chiếc xe, xin vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0934 091 193. Và nhớ like và nhấn vào nút chuông để theo dõi những cái video tiếp theo rất là hay của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.